Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Chính thức lộ diện 3 mục tiêu chính của Man United. Man United bất ngờ nhận tin vui đến từ Declan Rice. Ten Hag có kế hoạch đưa Rudiger về thay Maguire. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Chính thức lộ diện 3 mục tiêu chính của MU. Huấn luyện viên trưởng MU Erik Ten Hag đặt mục tiêu mang về ít nhất 3 tân binh ở chuyển nhượng hè này, gồm một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo. Tuy đến ngày 1 tháng 7, nhà cầm quân Hà Lan mới đến Old Trafford bắt tay vào công việc, nhưng danh sách các cầu thủ ông mong muốn xây dựng đội hình tại MU đã được chuyển tới lãnh đạo. Theo Guardian, Erik Ten Hag xác định vị trí tiền vệ trung tâm là điểm yếu của MU, trong đó Declan Rice của West Ham chính là mục tiêu hàng đầu. Trong khi đó, Darwin Núñez của Benfica tiếp tục được MU theo dõi chặt chẽ. Anh được xác định là sự thay thế hợp lý, rẻ hơn so cũng như có nhiều khả năng xảy ra hơn so với Harry Kane. Còn trung vệ Antonio Rudiger đang chơi cho Chelsea, dự kiến ra đi ở phiên chợ hè, được Erik ten Hag nhắm tới bổ sung cho hàng thủ, với việc Harry Maguire chịu nhiều sức ép, chơi thiếu chắc chắn. Man United bất ngờ nhận tin vui đến từ Declan Rice. Declan Rice, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United và Chelsea, mới đây đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với West Ham. Theo thông tin từ tờ Mirror, tuy nhiên, The Hammers vẫn rất quyết tâm trong việc giữ chân ngôi sao người Anh. Nguồn tin thân cận của Mirror cho biết, Rice đang mở lòng với những đội bóng muốn chiêu mộ mình. Sự úp mở của tiền vệ trung tâm này, cộng thêm việc vừa từ chối lời gia hạn hợp đồng, chắc chắn giữ chân Declan Rice với West Ham là một nhiệm vụ khó khăn. Thời điểm này, việc lọt vào top 4 với The Hammers được xem là bất khả thi. Được chơi cho những đội bóng giàu truyền thống như MU hay Chelsea luôn là mơ ước của phần lớn các cầu thủ chuyên nghiệp, và Rice cũng không phải ngoại lệ. Những lời từ chối liên tiếp của cầu thủ này cho thấy anh đang sẵn sàng đón nhận những thử thách lớn hơn thay vì chiếc áo quá chật chội tại đội bóng mình khoác áo vào năm 2014 này. MU muốn thanh lý Marcus Rashford. Về tương lai của Marcus Rashford, mọi thứ đang trở nên khá mờ mịt với tiền đạo người Anh, dù cho huấn luyện viên Erik ten Hag đã chính thức cập bến Old Trafford. Theo Sport, MU đang lên kế hoạch để bán đi Rashford ngay mùa hè năm nay vì không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Được biết, Barcelona đang là đội bóng rất tích cực trong việc chiêu mộ chân sút sinh năm 1997. Có một điều chắc chắn là đội chủ sân Camp Nou sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ cho Marcus Rashford. Tiền đạo trưởng thành từ lần đào tạo của MU đang được định giá tới 70 triệu euro. Ten Hag có kế hoạch đưa Rudiger về MU thay Maguire. Giới truyền thông Anh loan tin, huấn luyện viên sắp tiếp quản Man United là Erik ten Hag dự định sẽ tước băng thủ quân của trung vệ Harry Maguire khi tới Old Trafford làm việc. Không những thế, ông còn có kế hoạch đưa chốt chặn Antonio Rudiger của Chelsea về MU để thế chỗ cho Maguire. Rõ số tiền MU trao cho Ten Hag để mua tân binh. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Ten Hag là xây dựng lại Man United. Ông cần tạo cho Quỷ Đỏ một phong cách chơi bóng rõ ràng. Nhưng trước hết, vị huấn luyện viên người Hà Lan cũng cần những nhân tố mới phù hợp với triết lý ông định áp dụng. Theo The Times, ban lãnh đạo MU sẽ cấp cho Ten Hag 120 triệu bảng để mua sắm vào mùa hè năm nay. Số tiền này có thể được tăng lên tùy thuộc vào việc MU có bán được cầu thủ hay không. Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata hay Edinson Cavani chuẩn bị chia tay Old Trafford dưới dạng tự do. Trong khi đó, MU sẵn sàng bán đứt Eric Bailly, Anthony Martial, Phil Jones và Ariel Pereira nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Ten Hag coi Bruno Fernandes, Rafael Varane, David De Gea hay Jadon Sancho là những nhân tố chủ chốt trong việc tái thiết đội bóng. Đáng chú ý, tương lai của Cristiano Ronaldo trở nên khó đoán bất chấp anh là chân sút hàng đầu của MU mùa này. Paul Pogba chính thức nghỉ hết mùa vì chấn thương. Huấn luyện viên Rangnick xác nhận Pogba gần như không còn cơ hội trở lại trong mùa này. Trận Liverpool không chỉ là lần cuối cùng Pogba ra sân ở mùa này, mà có thể là màn chia tay của cựu sao Juventus trong màu áo MU. Pogba dính chấn thương bắp chân sau 10 phút ở trận Liverpool. Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy tình trạng của tiền vệ người Pháp nặng hơn dự kiến, do đó phải nghỉ ít nhất 1 tháng để hoàn toàn hồi phục. Hiệu suất thi đấu của Pogba trong 3 mùa gần nhất giảm mạnh vì chấn thương. Mùa này, anh chỉ chơi 27 trận, trong đó có 20 lần ra sân tại ngoại hạng Anh. Pogba đóng góp 1 bàn và 9 kiến tạo cho MU. Hợp đồng của Pogba với sân Old Trafford kết thúc sau mùa này. Vài tháng qua, ban lãnh đạo MU nỗ lực mời Pogba gia hạn hợp đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung. Ngay cả khi MU chấp nhận nâng lương lên mức 450.000 bảng trên một tuần cho Pogba, anh vẫn từ chối.
Pogba công khai thể hiện sự bất mãn với MU khi cho rằng mình không chinh phục quá nhiều danh hiệu trong 5 năm qua. Mùa 2021-22 lại là một năm vứt đi của Pogba, do đó anh muốn được cạnh tranh danh hiệu cho những mùa tới. Gordon nhấn mạnh, MU và Pogba khó tiếp tục gắn bó sau mùa giải này. Tuyển thủ Pháp sẽ đến PSG hoặc Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Ten Hag sẽ mang triết lý độc đáo đến MU. Sự sáng tạo và tính giải trí trong lối chơi là thứ người hâm mộ Man United có thể kỳ vọng vào vị huấn luyện viên mới từ Hà Lan. Những người bạn và học trò cũ của Erik ten Hag nói rằng vị huấn luyện viên người Hà Lan là một kẻ lập dị và bị ám ảnh bởi bóng đá. Ajax và ten Hag có thể trải qua nhiều thời điểm khó khăn về thành tích, nhưng sự sáng tạo, tính giải trí trong lối chơi của họ đều không có ai có thể tranh cãi. Trò cưng nối gót ten Hag đến Man United. Metro dẫn nguồn từ The Telegraph cho hay, ngôi sao chạy cánh Antony mong muốn theo chân Erik ten Hag đến Man United hè này. Cầu thủ người Brazil sẵn sàng rời khỏi Ajax để tìm kiếm biên độ mới giàu tiềm lực và tham vọng hơn. Ở chiều ngược lại, tân huấn luyện viên Man United ten Hag có kế hoạch chiêu mộ một số cầu thủ từ Ajax nhằm bổ sung chiều sâu lực lượng của Quỷ Đỏ. Cậu học trò cưng Antony nằm trong số đó. Antony được giới chuyên môn nhìn nhận là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Anh gia nhập Ajax vào năm 2020 và nhanh chóng chứng minh tài năng. Ngôi sao người Brazil đóng góp 42 bàn thắng sau 79 trận đấu. Vai trò quan trọng của Bruno trong hệ thống của Ten Hag. Đội chủ sân Old Trafford được dự đoán sẽ trải qua cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn vào mùa hè tới. Tuy nhiên, bên cạnh việc chiêu mộ tân binh, một số ngôi sao trong đội hình hiện tại của MU rất có thể vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng dưới triều đại do Ten Hag xây dựng. Hồi đầu tháng 4, Quỷ Đỏ đã gia hạn thành công với Bruno Fernandes đến năm 2027. Đó cũng là giai đoạn mà MU đang trong quá trình đàm phán với Ten Hag. Quyết định trói chân Bruno vì vậy rất có thể đã được huấn luyện viên người Hà Lan thông qua. Ajax do Ten Hag dẫn dắt chơi với hệ thống 4-2-3-1 cổ điển của bóng đá Hà Lan và nhiều khả năng MU sẽ chơi với sơ đồ này vào mùa giải tới. Steven Bergwijn chơi như một số 10, phía sau tiền đạo chơi cao nhất là Sebastian Haller. Đây cũng sẽ là vai trò của Bruno Fernandes dưới thời Ten Hag. Cựu sao Sporting Lisbon là một tiền vệ toàn diện trong khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo. Mùa trước, anh có đến 18 pha lập công và 11 đường chuyền dọn cỗ tại ngoại hạng Anh. Mùa này, Bruno sa sút vì nhiều vấn đề, nhưng cũng đã có 9 bàn cùng 14 kiến tạo trên mọi đấu trường. Ten Hag sử dụng hai tiền vệ ở khu vực giữa sân, làm nhiệm vụ thu hồi cũng như kiểm soát bóng. Vấn đề cấp thiết của chiến lược gia người Hà Lan vào hè tới là đem về một số 6 chất lượng. Vai trò số 8 còn lại, nếu Fred duy trì được sự ổn định, anh có thể là sự lựa chọn thường xuyên cho đội hình xuất phát. Bruno vì vậy sẽ được nhận sự hỗ trợ tối đa từ bộ đôi hai tiền vệ ở phía sau để tập trung cho mặt trận tấn công, vốn là sở trường của anh. Tuy nhiên, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng cần chia lửa từ những cầu thủ chạy cánh. Tại Ajax, Dusan Tadic và Antony đang làm rất tốt nhiệm vụ này. Tadic đã có 15 bàn và 18 kiến tạo trên mọi đấu trường. Con số này của Antony là 12 bàn và 8 kiến tạo. Jadon Sancho hoàn toàn có thể trở thành Tadic mới của Ten Hag nếu như tái hiện được những gì từng trình diễn trong mùa ở Dortmund. Ở hành lang đối diện, Mark Rashford hay Anthony Odinga cần chứng tỏ nhiều hơn hoặc Ten Hag sẽ đem về bản hợp đồng khác. Nhiều nguồn tin cho rằng huấn luyện viên người Hà Lan muốn MU đưa trò cưng Antony đến Old Trafford. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.